Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Thị trường lao động vẫn có những điểm sáng, một số doanh nghiệp may đang thiếu lao động. Quan tâm trẻ em vui Tết Trung thu trong điều kiện có dịch. Phụ nữ phù cừ với phong trào 50 ba sạch. Nhiều diện tích chuối ở huyện Kim Động bị đổ sau mưa dông chiều ngày 20 tháng 9. Xe chở vật liệu ở huyện Khoái Châu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp đã xem xét kết quả thực hiện nghị định số 107/108 ngày 14 tháng 9 năm 2020 về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 120 ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2015-2021, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2022-2025, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh ở các huyện Văn Giang, Ân Thi và Kim Động. Tổ chức sắp xếp lại Ban quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thành Ban quản lý dự án giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Tổ chức lại Ban quản lý bến xe bến thủy và trạm kiểm tra tải trọng xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Phê duyệt đề án tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các báo cáo dự thảo được trình bày, đồng thời nhấn mạnh việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính và tổ chức lại các đơn vị là nhiệm vụ bắt buộc nên các sở ngành và địa phương cần tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định. Sở Nội vụ là đơn vị chủ trì thực hiện trên cơ sở đề xuất của các sở ngành địa phương, không nên cố ép để cắt giảm ở những nơi không phù hợp, gây khó khăn cho việc vận hành bộ máy và triển khai các nhiệm vụ được giao. Đối với những khó khăn gặp phải trong quá trình tinh giản, sáp nhập như trường hợp của ngành giáo dục và đào tạo, cần phản ánh đề xuất với Trung ương để có biện pháp tháo gỡ và xây dựng lộ trình phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, có như vậy thì việc tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới phát huy hiệu quả. Sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương. Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu nghiên cứu phân tích và bàn giải pháp thực hiện đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Theo lộ trình, huyện Phù Cừ phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 và đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Phù Cừ đề ra các giải pháp về quy hoạch, nâng cao chất lượng các hạng mục hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường. Về nguồn nhân lực, huy động vốn theo khái toán kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025 là hơn 8.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài khiến cho sức chống chịu của các doanh nghiệp tại nhiều địa phương bị giảm sút, đời sống của phần lớn người lao động bị ảnh hưởng do mất việc hoặc thu nhập không được như trước. Tuy nhiên tại Hưng Yên, thị trường lao động vẫn xuất hiện những điểm sáng, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao, mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Phiên giao dịch tuyển dụng việc làm online có 17 doanh nghiệp cần tuyển trên 4.000 lao động.
kết thúc phiên chỉ tuyển được trên 30 lao động. Nguyên nhân là do người tìm việc làm, tham gia tuyển dụng ít. Hiện tại bây giờ thì chính tôi cũng rất là muốn tuyển dụng được nhiều. Thế nhưng mà rất là khó khăn trong cái nhu cầu về sử dụng lao động của Hưng Yên tương đối là cao. Có rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng lao động. Chính vì thế, Tân Dịch vụ Việc Làm vẫn phải tìm mọi biện pháp tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, và chúng tôi kết nối với một số cái lao động của các tỉnh miền núi đang có nhu cầu cho doanh nghiệp. Mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tạo sức ép lớn lên nhiều lĩnh vực của đời sống, nhưng một số ngành nghề đang có tín hiệu tốt. Điển hình là lĩnh vực dệt may, hiện toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 40.000 người với mức thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Do vẫn có đơn hàng đến hết năm nên một số doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung thêm lao động. Lãnh đạo công ty cổ phần may Việt Giang cho biết công ty cần tuyển thêm 700 lao động nữa, nhưng việc tuyển dụng khó khăn vì ít lao động, mặc dù tiền lương thưởng là trên 9 triệu đồng một người trên tháng, trong khi tay nghề không đòi hỏi quá cao. Không riêng gì may Việt Giang mà một số doanh nghiệp may khác cũng tương tự. Nguồn lao động để mà đáp ứng cho thời gian sắp tới của doanh nghiệp chưa đạt được yêu cầu. Chúng tôi thiếu khoảng độ 500 lao động nữa. Hiện tại thì cái nguồn nhân lực của chúng tôi cũng đang rất là hạn chế, mặc dù là doanh nghiệp liên tục thông báo tuyển lao động. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, chừng nào dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì nguy cơ mất việc làm của người lao động vẫn hiện hữu và là vấn đề quan tâm, lo ngại của cả doanh nghiệp, chính quyền và người lao động. Vì vậy, người lao động cần tiếp tục nâng cao tay nghề, đặc biệt là sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu công việc mới trong mọi tình huống. Cùng với đó, việc nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ của chính phủ đến với công nhân lao động là rất cần thiết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí đón Tết Trung Thu, năm nay có nhiều nét đặc trưng với các em không được tham dự đêm hội trăng rằm, bày cỗ, rước đèn ông sao hay giao lưu văn nghệ. Nhiều em nhỏ còn phải xa bố xa mẹ do dịch bệnh. Các khu phố thì tổ chức phát quà cho các em. Như mọi năm, anh Hà, chị Thơ ở tiểu khu 4 thị trấn Vương đang chuẩn bị cỗ trông trăng cho cậu con trai Nguyễn Đức Hiếu, học lớp 4 trường tiểu học An Viên. Chị Thơ, mẹ của em Hiếu cũng là giáo viên của trường, còn anh Hà làm lái xe Bắc Nam. Do dịch bệnh Covid-19 mà anh phải nghỉ ở nhà đã hơn 2 tháng nay. Chuẩn bị cho các cháu cũng sắm không được nhiều như mọi năm để vui vẻ, mà cũng thôi thì mỗi thứ có một ít một chút để cho các cháu đón cái Tết Trung Thu tại nhà. Đấy, để làm sao động viên tinh thần các cháu học tập cho nó tốt. Bố tham gia tuyến đầu chống dịch tại Việt Nam mà hiện đang công tác ở Hà Nội, ba chị em Diệp Chi, Hoàng Thái, Nhật Nam đã ở quê với ông bà nội ở thị trấn Vương gần 2 tháng nay. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội giãn cách, Tết Trung Thu là Tết đoàn viên. Mặc dù các em rất nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhưng ở đây vẫn tràn đầy tình thương yêu của ông bà trong dịp Trung Thu này. Ở nhà con thì ông bà mua con rất là nhiều bánh kẹo, hoa quả, đồ chơi. Con rất mong hết dịch để được sớm đi học, đến trường gặp thầy cô và các bạn. Ở khu cách ly, các cháu có một Trung Thu đặc biệt, không có không khí náo nhiệt. Các em vẫn rất phấn khởi, lạc quan xem TV với các tiết mục đặc sắc, đặc biệt là các chương trình Trung Thu do các đơn vị tổ chức và được live stream trên các trang mạng xã hội như Lồng Đèn Ước Mơ, Rước Đèn Online, Phá Cỗ Trực Tuyến đã kết nối các em thiếu nhi trên cả nước. Tuy ở chỗ con bị phong và dịch và rất thiếu thốn, nhưng con vẫn rất vui vì được sống tặng quà và được tổ chức lễ Trung Thu với gia đình của con. Mẹ con với cả con làm được rất là nhiều lồng đèn Trung Thu để cho các em chơi. Và con chúc tất cả mọi người có một ngày lễ vui vẻ. Trung Thu năm nay, các cơ quan ban ngành hay khu dân cư không tổ chức các hoạt động tập trung đông người mà tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tặng quà cho các trẻ em. Đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các khu phố chuẩn bị các gói quà gồm bánh kẹo hay đèn ông sao để phát cho các cháu. Đó là nguồn chia sẻ động viên, tạo thêm niềm vui cho các cháu thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui vẻ, ấm áp và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021, lãnh đạo huyện Văn Giang đi thăm và tặng 150 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, khó
hoặc điều trị bệnh dài ngày với tổng số tiền 45 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh xã Liên Nghĩa. Ngoài ra, các ngành đoàn thể huyện và một số doanh nghiệp tặng quà cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn huyện. Phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, nhất là thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Với mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng hãy cố gắng học tập tốt, chăm ngoan vâng lời cha mẹ thầy cô, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chiều nay, Viettel Hưng Yên tổ chức trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình đăng ký gói Data Viettel. Những khách hàng mua gói dịch vụ mới, gia hạn gói với doanh thu lớn hơn 50.000 đồng đều được nhận mã dự thưởng. Một khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại đăng ký nhiều gói thì sẽ được nhiều mã khuyến mại khác nhau. Thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 31 tháng 9 năm 2021, chương trình được quay vào các tháng 8, 9 và 10. Giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Lead trị giá gần 40 triệu đồng. Tại buổi trao thưởng, Viettel Hưng Yên trao giải cho 24 khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 7 và tháng 8. Trong đó, hai khách hàng ở huyện Quái Châu và Ân Thi đạt giải nhất tháng. Mỗi giải nhất là một chiếc TV 50 inch trị giá gần 12 triệu đồng. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Phù Cừ đã triển khai đồng bộ hiệu quả phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, tạo sự chuyển biến về nhận thức về hành động của mỗi cán bộ hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2019, câu lạc bộ gia đình 503 sạch của thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa chỉ có chưa đầy 10 thành viên. Đến nay đã có trên 100 thành viên và chiếm hơn một nửa số hộ dân của địa phương. Nhờ được tuyên truyền theo hình thức nêu gương và hướng dẫn tận tình của lãnh đạo các cấp hội phụ nữ trong huyện, nên các hội viên đều tích cực thực hiện phong trào. Mỗi phụ nữ đều nỗ lực hoàn thành tốt việc chăm lo đời sống gia đình, vừa chung tay phát triển kinh tế, vừa nhiệt tình với công tác bảo vệ môi trường của địa phương. Nhờ đó, diện mạo của vùng quê đã đổi thay đáng kể, thôn không còn hộ nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không vi phạm chính sách dân số và không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Câu lạc bộ về 503 sạch mới đầu thì cũng chỉ được ít chị em thôi. Mấy chị em cam kết làm được thì là các chị em ở ngoài là cũng thấy thế. Gia đình sạch sẽ, con cái ăn học khỏe mạnh để vui chơi phấn khởi, thế là các chị em nhiều chị em khác cũng đăng ký tiếp. Đến nay thì cái 503 sạch đã là một cái phong trào thực hiện hàng ngày, làm thay đổi cái diện mạo của quê hương chúng tôi. Ở thôn Cự Phú, xã Tam Đa, tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp được chị em hội viên chi hội phụ nữ của thôn chú trọng. Các hội viên rất tích cực thu xếp thời gian tự chăm sóc đường hoa, tham gia bảo dưỡng các tuyến đường mới. Ngoài quét dọn vệ sinh, làm cho đường làng ngõ xóm sạch sẽ khang trang, khuôn viên của mỗi gia đình đều được chị em sắp xếp gọn gàng, rác thải được phân loại và xử lý đúng quy định. Mỗi chị em đều có ý thức rất cao, chấp hành rất tốt. Đây nó là cái phong trào của thôn tôi, là từ trước đến giờ là đoạn đường tự quản của chi hội mới của xóm, những chỗ nào khiếm khuyết này, những chỗ nào mà thấy chưa vừa mắt chị em là chăm sóc này, tự bảo quản này, nó đẹp cảnh quan của đường làng, của xóm, của thôn. Theo kế hoạch đầu tiên thì chúng tôi phải xây dựng là một chi hội thôi. Thế nhưng mà đến nay xã ba chi là đều là có cái chi hội 503 sạch. Để làm được như vậy thì chúng tôi phải tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, thì là hội viên nắm bắt được đoạn đường ở xóm nào thì xóm đấy, hội viên của xóm đấy phải trồng hoa. Tất cả hội viên phải nhìn nhau, học nhau là xóm này sạch thì xóm mình cũng phải sạch. Cho nên là đã có ý thức rất cao về cái công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Phù Cừ đã thành lập được 11 mô hình xóm ba sạch, 12 mô hình, 10 hộ liên kề, 4 câu lạc bộ phụ nữ nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng và chăm sóc 55 đoạn đường hoa phụ nữ với tổng chiều dài trên 70 km. Có trên 10.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Phong trào 503 sạch được triển khai một cách quyết liệt, sáng tạo với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, đã góp phần quan trọng để huyện Phù Cừ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Để giúp bà con nông dân lựa chọn được những giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao cũng như chống chịu được với sâu bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai mô hình trình diễn giống lúa TBR 225 và TBR 89 tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ.
Qua buổi khảo nghiệm đánh giá, hai giống lúa mới phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, lúa chỗ đều, chắc hẳn, chịu úng tốt. Dự kiến giống lúa TPR225 đạt năng suất từ 70 đến 75 tạ trên 1 hectare và TPR89 đạt từ 65 đến 70 tạ trên 1 hectare, cao hơn so với giống đối chứng khoảng 13%. Các đại biểu và nông dân đề nghị tiếp tục mở rộng sản xuất hai giống lúa trên vào gieo cấy các vụ tiếp theo. Trong cơn mưa dông kèm theo mưa đá chiều ngày 20 tháng 9 đã làm cho nhiều diện tích chuối của huyện Kim Động bị đổ gãy. Trong đó, xã Hùng An bị thiệt hại trên 60 mẫu, còn lại ở thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh. Đáng chú ý, đây là những diện tích chuẩn bị cho thu vào dịp Tết Nguyên đán. Các diện tích chuối bị đổ đang ở thời điểm trổ hoa đậu quả, vì vậy không thể khôi phục. Bên cạnh đó, do mưa đá, một số diện tích chuối đang ra quả bị thâm, lá bị tước không có khả năng quang hợp. Nông dân xã Hùng An và Ngọc Thanh đang tập trung dựng buộc lại các diện tích chuối bị đổ. Ước tính, một bộ chuối thiệt hại khoảng 80 triệu đồng, huyện Kim Động thiệt hại khoảng gần 5 tỷ đồng. Khoảng 15 thời gian qua, hoạt động của những phương tiện vận tải chở đất đá và vật liệu xây dựng không chỉ chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà còn gây khói bụi, tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các xe chở vật liệu từ một số bến bãi ven sông Hồng lên đến mặt đê, để đất đá tung bãi đến cả trăm mét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mỹ quan tuyến đường. Các phương tiện vận tải mang logo AT, HT, Hoàng Anh, Phú Thịnh, TP, NC, X-Men và gạch không nung. Vật liệu nó rơi vãi quá nhiều. Đề nghị là các cấp lãnh đạo được quan tâm là cho xe chở nó bớt tải đi một tí thì cho đỡ rơi vãi ra đường. Thì đơn vị quản lý thì nó đỡ vất vả. Rơi vãi nhiều. Tức là mùa nào cũng thế. Mùa nắng thì là có nghĩa là bụi, dân ở đây là chúng tôi khổ từ ngoài kia về đến đây. Đường 376, đoạn qua xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, nút giao giữa đường DH73 với quốc lộ 39, đoạn qua địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng không che phủ bạt cẩn thận, để đất đá rơi vãi, gây mất an toàn giao thông. Điều đáng nói tại đây là khu vực ngã ba có giờ giảm tốc, thậm chí ngay cả khi công nhân hàng giao thông và môi trường huyện Kim Động đang làm việc, nhưng những chiếc xe tải chở vật liệu vẫn không giảm tốc độ, gây khói bụi mù mịt để đất đá rơi vãi. Cái giờ giảm tốc này là chủ yếu là để giảm tốc độ cho xe, nhưng mà xe không giảm tốc độ, họ càng đi nhanh hơn. Thế nào cho nên bọn em rất vất vả về cái tuyến đường này. Mình thấy có cát ở đường thì mình phải dọn dẹp thường xuyên, không đi thì sẽ gây tai nạn. Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý nghiêm đối với xe chở hàng quá tải, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.